มันซึ่งเงินจี๊ดเกลือเฉยเฉยอู้มันบอกว่าจุ่มให้เงินล้วนจุ่มกับองค์ลันมาล้วนHi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng nè. Thắng chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Và lời đầu tiên thì Thắng cảm ơn tất cả các bạn đã báo cho mình biết là game Ông Lội Bà Ngoại Ma có phiên bản mới. Và tất nhiên rồi thì hôm nay Thắng sẽ chơi Ông Lội Bà Ngoại Ma. Và nếu như các bạn thích cái video của mình hãy nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có thật nhiều động lực ra những video mới nhá. Còn bây giờ thì chuẩn bị mang cái mông ra để cho ông bà đánh đít nè. Ok, let's go. Bài ơi, mới vào thôi mà không biết thằng nào lôi mình từ ngoài nhà vào trong phòng thế này. Kéo như thế này đục hết đi quần rồi. Chơi game rồi này, tìm đồ luôn. Tất nhiên là cái chìa khóa màu đen này lúc nào nó cũng ở trong phòng của mình rồi. Đi vô trong phòng này tìm xem nào. Lấy súng này. Lấy đạn nữa này. Lại có đạn nữa này. Mới có được 2 viên đạn. Thì cái chương 1 này thì súng lại phải đi chế tạo các bạn ạ. Chứ không được như chương 2. Chương 2 là cứ thế nhặt súng vào bắn luôn. Còn là cái chương này thì phải chế tạo súng. Ô cái kim này. Bà. Mình nghe thấy tiếng bước chân của bà. Nhưng mà bà vẫn là sao? Lấy kim á. Gần rồi nè. Trốn vào tủ cho nó an toàn. Ý, càng ngày càng to luôn. Tiếng bước chân ấy. Thì chơi cái game này các bạn nhớ đeo tai nghe để nghe tiếng bước chân của ông với bà nha. Mình có kìm rồi. Ủa, nhưng mà mình vứt cái kìm ở đây đã. Bây giờ mình sẽ phải đi thu thập thêm một ít đạn nữa để tí nữa mình bắn cho nó thoải mái. Hành hạ ông bà. Ôi nói hành hạ nghe nó ác quá, phải nói là chôn ông mà. Tiếng bước chân của ông mà ở đâu mà mình nghe tiếng. Nghe tiếng chân nhưng mà không thấy người ở đâu. Đi vô phòng. À ơi, phòng này là phòng của bà đấy. Phòng của bà ngoại nè, phòng của ông với bà ngủ trong này nè. Ô, có cá lê nè. Cái bà cơ chạy thôi. Cháu chào bà, cháu chào bà. Chúc bà có một buổi sáng thật là vui vẻ. Bà đợi mình nè, mình nhảy xuống đây nè. Lát cái cá lê ở đây. Ôi ôi, cái camera của ông nội nhìn thấy mình rồi. Cầm cái búa, phá bức tường ra đá xong chạy sau. Ông nội ngủ sao ấy, không thấy ông nội ra đánh mình. Âm mà mình có làm gì đâu mà ông nội đánh mình. Mình cứ nói xấu ông nội rồi. Ôi dồi, ông nội kìa. Đúng là ông nội đánh mình rồi. Mình có làm gì ông nội đâu mà. Ôi tay ông nội cầm cái búa to hơn cả búa của mình luôn. Đúng là cầm búa để đánh mình rồi thì mình chạy trước. Tay bà cầm chày mà tay ông cầm búa. Hai ông bà hợp lực lại mà đánh mình lát đít luôn. Vô đây phá cái bức tường này ra, lấy thêm ít đạn nữa nè. Đó, súng đi gọc. Đạn nè, đạn nè. Đạn nữa nè. Ôi, không biết cái máu ở đâu ra này. Phải máu hay là tương ớt nè. Ông mà ăn tương ớt xong lại đổ đầy ra nó. Không biết bà có nhìn thấy mình không ta. Nhưng bà vẫn đứng ở đó. Bà đi rồi gọi. Bà đi rồi. Ồ, bà đi rồi. Đấy. Mày đấy, mình mà chui ra sớm một tí nữa thôi là bà nhìn thấy mình luôn đấy. Đúng đấy, ông bà lại ăn uống mất vệ sinh rồi. Đồ tương ớt đây nha. Cái búa này giờ hết tác dụng rồi, đáp nó đi. Ôi, bà lại nhìn thấy mình luôn. Cầm cá lê nè. Cá lê đáp ở đây, xong tí nữa mình sẽ phải dùng đến nó đấy. Bước xuống đây.
Ui giời ơi, ông nhìn thấy mình, ông ra đây rồi, ông ra đây rồi. Mình cầm cái xe beng đã. Ui tôi dã man. Ôi. Ui bất cái xe beng ở đó. Ui chạy vào đây nhanh 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 các bạn ơi, chạy vào đây. Chú xuống đây, chú xuống đây. Wow, hi hi. Ông không biết mình trốn ở đây đâu nè. Ông đi rồi, ông đi rồi. Ông đi rồi thì mình lại đứng dậy thôi. Không biết cô bà có vào đây không ta. Cô bà không vào nha các bạn ơi nha. Cẩn thận nha, ông đứng ở trong phòng đó đấy. Các bạn đi cẩn thận nhẹ nhẹ thôi. Không là ông nghe tiếng ông ra ông đánh đòn này. Lấy cái cưa đây. Ok. May quá không gặp bà. Ui camera lại nhìn thấy mình kìa. Đáng nhẽ là mình phải dùng cà lê xong mình xoáy cái hộp điện ra, xong mình cắt dòng điện thì cái camera nó sẽ không hoạt động nữa. Nhưng mà mình lười quá, mình không cả buồn phá cái camera ra. Cứ thế chơi thôi, sợ gì chứ. Bro mà. Úi, bà lại lên đây đuổi mình. Ôi rồi mình lại đi xuống đây giờ nè. Đuổi mình làm gì cho nó mệt xác ra. Đó, lấy cái cưa cắt cái tấm gỗ này ra. Xong rồi cắt ngắn nó đi. Nhưng mà cho ông bị bà ra đây đã. Ông ra đây rồi, còn bà đâu rồi? Không thấy bà đâu. Bà đâu rồi, bà ra đây đi. Bà không ra đây thì cháu sẽ lên. May quá. Bà không ra đây, bà đi thẳng rồi. Bà không nghe thấy gì. Bà không nghe thấy ông gọi. Bà ơi, thằng cháu nó trốn đi chơi. Ở đây, bây giờ đi lấy cái chìa khóa nữa. Cái chìa khóa ở trong phòng khách sao ấy. Ừ, phòng khách, phòng đấy gọi là cái phòng khách của ông kìa. Đây nè. Bây giờ lại phải lừa ông nói. Ông làm sao mà được mình, nhưng mà ông chạy nhanh lắm luôn ấy. Ông chạy nhanh dã man luôn ấy. Ui ui, thôi. Xong mình rồi. Bên trên có bà, còn bên dưới có ông thì mình làm sao mà chạy được. Đúng không? Đúng rồi, chơi cái kiểu mà ông một đầu xong rồi bà chắn một đầu thì bố mình cũng chả chạy được luôn ấy. Bà đâu rồi ta, bà đâu rồi, bà đâu rồi. Đấy nha, nghe tiếng bước chân rất to mà không thấy bà đâu, không thấy ông đâu. Được quá này. Ông thì lúc nào cũng ở trong phòng của ông rồi. Phải bao giờ cái camera nó xoay thấy mình thì ông mới ra đánh mình thôi. Bà lên hi hi. Nhưng mà ông với bà là không bao giờ có thể vào được đây luôn. Bởi vì ông với bà sức cao rồi, lại còn lặng cân nữa, đi qua cái tấm ván kia mà gãy tấm ván lại rơi xuống nhà lại đau lưng gãy xương lại đối cho mình. Chế tạo cây súng nha. Đây rồi, cây súng đẳng cấp của mình đây rồi. Cây súng quan trọng ném. Không có cây súng này thì mình có mà suốt ngày ăn đập của ông bà luôn. Vứt cây súng vô đây. Để tí nữa dùng, vứt hết những cái dụng cụ ở cửa này đây. Ô nhưng mà cái kênh cửa này nè. Ô cánh cửa này mở rồi mà mình không đi được, vẫn chưa cả mở hết còn khóa là có. Mở rất là đảo luôn nhá. Cửa xong rồi. Ôi dồi ôi, ông của thằng khôn dã man luôn, mở cái cửa ra để chắn không cho mình đi qua cái ô tô đấy. Mở lại còn không mở hết cửa chứ, lại còn để cái tấm ván nằm ngang nữa làm mình không có chui ra được. Ê thôi bây giờ này. Bây giờ cầm cái xe beng đã. Cầm cái xe beng lên mở cái đường hầm bí mật của cái phiên bản mới này luôn. Phiên bản mới này nó mới có. Camera xoay thấy mình rồi đó. Camera nhìn thấy mình một phát thôi là ông chạy ra luôn. Ông nội bà ngoại cái kiểu gì mà suốt ngày đánh đập thằng cháu. Ông không qua đây được đâu. Nó bậy cái đường hầm mà nó có đạn này. Cầm đạn luôn, sợ gì, tí nữa bắn lực bắn thoải mái ông bà luôn.
tới đây các bạn đi sang đây nha, rẽ phải xong rồi rẽ trái rồi sẽ phải tiếp đó, bạch ra. Đây là ở bên ngoài nhà nè, chưa, ở đây có một cái camera này, ở trong nhà kia cũng có một cái camera nữa, thì tí nữa mình sẽ phá cái hộp điện để phá cái camera đi, cắt điện không cho camera hoạt động nữa. Các bạn ơi, hình như đây là cái chỗ chuồng để nuôi chó này, bốn cái chuồng chó liền mà không thấy cái con chó nào. Mình biết rồi, chó nhà ông bà bị trộm chó câu hết đi rồi, nên là không còn một con nào luôn, đáng đời. Ai bắt cứ nuôi chó để cắn mình cơ, bây giờ trộm chó nó câu hết đi rồi. Từ mình sẽ đi vô đây để cho cái camera nó phát hiện ra, xong ông ra mở lốt cửa cho mình. Bởi vì cánh cửa kia nó vẫn còn một cái tấm gỗ làm ngang nên là mình không thể chui qua cũng chẳng thể đi qua được. Ông lâu ra, ông ra rồi cửa. Ông ơi mở cửa cho cháu vậy. Ông mở cửa cho mình rồi, ông biết nghe lời quá. Ông đuổi mình thì mình lại phải chặt thôi. Ông chạy nhanh lắm luôn đấy các bạn ạ. Ông chạy nhanh hơn bà. Là xuống, ui. Đấy, ông chạy nhanh cực kỳ luôn, mới dừng lại. Dừng lại đúng là 0.5 giây để nhặt súng thôi, nhưng mà không nhặt kịp. Hồi lần sau rút kinh nghiệm, khi mà ông đuổi thì đừng có họ lại mình nhặt cái gì nha. Ok, và mình đã nhặt được súng rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai ông bà biết tay luôn. Cái tội ông đánh mình nè. Ông với bà đánh mình 3 lần rồi. Bắn xuyên người luôn, chết rồi, trượt. Bắn một phát trúng hai người luôn, trúng cả ông lẫn bà luôn. Mà mình cũng không hiểu làm sao mà ông nội lại ở với bà ngoại được ấy. Thôi bây giờ đi vô đây. Mà đừng có vứt súng ở đây nha. Vứt súng ở ngoài kia gọt để tí nữa lấy nó còn dễ chứ. Súng ở trong này có camera nó nhìn thấy. Cả lên nè. Cầm cả lên. Phá cái hộp điện này ra, bốn con ốc nền. Rồi sau đó đi lấy cái kìm nữa. Đi lấy cái kìm để cắt dây điện. Cắt. Ông với bà rất sướng nhá. Mặt trời lên tận đỉnh rồi mà vẫn được ngủ, mà giường có không ngủ còn cứ làm đất cơ. Đúng là khác người dã man. Từ mình vào đây lấy cái tô vít đã. Đây rồi, tô vít đây rồi. Tô vít để lấy cái mật mã, mở két sắt. Tình hình nào ông bà mới tạo thêm một cái két sắt để ở cái chỗ ngoài nhà kho. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái két sắt mới đó. Bây giờ cầm cái kìm ra, cắt điện cho mấy cái camera ở ngoài này nó không soi được nữa. Đây nè, cắt dây màu xanh. Đấy, mình cắt dây màu xanh rồi đứt dây màu đỏ. Hình như không phải rồi. Phá ổ điện đây là cắt điện cái ổ khóa cánh cửa này, chứ không phải là cắt điện của camera các bạn ơi. Trời ơi, trong này cũng chẳng có gì luôn. Chẳng có gì mà cũng bày đặt làm cửa điện tử. Ôi, đi lên nhà lấy cái tô vít, lấy cái mật mã. Như muốn phá camera là phải cắt cái ổ điện trong nhà các bạn ạ. Là cắt một cái ổ điện đấy, là cắt tổng thể cả ba cái camera luôn. Nhưng cạnh thôi, mình lười, mình chả muốn cắt. Quật sắt. Đó, mật mã này nè. Ha ha. Cười mình ạ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem két sắt. Wow, ô tô đẹp dã man luôn, mà ô tô này đang bị hỏng rồi, treo lửng lơ thì kia lại biết bị hỏng rồi. Bên này à? Không có gì mà. Hai phòng giống y hệt nhau luôn nhưng mà không có gì. Có cái sắt bên này rồi, mình quên mất. Đây nè, cái sắt đây nè, cái sắt đây nè. Hát ra. Sao hát ra? Bàn phím lên làm đích thì có chữ HA đâu. Ôi, từ 1 đến 9. Chắc là mình phải đi tìm cái mật mã khác rồi để mở cái két sắt này.
Ok, cảm ơn. Sau một thời gian dài ơi là dài, mình tìm mật mã nhưng mà không thấy. Và cuối cùng mình đã quay trở lại căn phòng có chứa cái két sắt đấy để mình thể hiện hôm nay mình là thiên tài. Thể hiện cái gì? Đó là hôm nay mình sẽ mò mật khẩu các bạn ạ. Bởi vì các bạn nhìn nha, mật khẩu chỉ có 2 số thôi, nên là bây giờ thằng sẽ ấn bừa từ 1 đến 99, kiểu gì chả mở được đúng không? Bây giờ thằng sẽ thể hiện cái khả năng bẩm sinh thiên tài của thằng đây. Và ok, ấn bừa thôi. Ủa vãi, ấn bừa con chưa được đến chục lần mà đã mở cái két sắt rồi. Ôi, mang tới cái két sắt mới. Ôi, thế này biết thế ấn bừa ngay từ lúc lấy cho nó nhanh. Đúng là chắc là ông mấy bà tiếc đến một két sắt đảo rồi. Mình chỉ thích cái con ô tô này thôi. Bây giờ mình sẽ ra mở cổng này. Ui dã man, ui cái cửa mà quánh tận 4 ổ khóa liền. Ớ rồi, 4 cái ổ khóa chỉ dùng một cái chìa khóa là mở được. Ôi ông bà thông minh dã man. Ôi, ông gặp ê con bye bye ông nhỉ, con tạm biệt ông mà. Goodbye Shio Game. Ôi nhưng mà goodbye Shio Game là tạm biệt và hẹn gặp lại mà. Ôi mình không muốn gặp lại ông bà đâu, mình không muốn gặp lại ông bà đâu. Ồ, ông nhớ mình sao ấy. Ôi, hết video rồi. Và tháng này phải tạm biệt tất cả các bạn rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video của mình nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye. Bye bye.